Thì rất là nhuyễn nha. Giờ là nó hết kêu và hết bị róc rồi nha. Giờ sư phụ mình là tiến hành chạy thử nha. Sư phụ ơi, chào anh em cái đi. Rồi, chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi. Xin chào anh em đến với độ xe bị nó chết con. Hôm nay mình tiến hành bảo dưỡng nồi và canh chỉnh máy cho chiếc full neo FI nha anh em. Thì sư phụ mình sẽ tháo nồi ra và canh chỉnh lại nồi chạy cho ngon ha. Cái xe này nó hơi bị róc máy nên chút nữa mình sẽ canh chỉnh phần FI cho chủ xe luôn. Đó. Thì mình sẽ canh cò rồi canh nồi lại chủ xe chạy cho nó đúng ý nha anh em. Thì anh em mà muốn canh chỉnh máy, chỉnh nồi, bảo dưỡng máy, bảo dưỡng nồi thì cứ qua mình nha. Bên mình có nhận làm hết cho anh em ha. Đó, thì sư phụ mình tháo ra để kiểm tra và canh chỉnh full nồi chủ xe. Chỉnh cò rồi sẽ test lại FI nha. Và vệ sinh kim phun cho chủ xe. Đó, sư phụ đang tiến hành bảo dưỡng cái nồi cho chiếc full neo FI. Thì anh em full neo, full X, full 125, full bọt, full bự thì có thể qua bên mình nha. Mình có nhận làm nồi, làm máy và bảo dưỡng cho anh em. Bao cho anh em là xe chạy êm nhẹ, không có bị róc máy ha. Nồi vô số là nhẹ nhàng. Chút nữa hoàn thành xong mình sẽ quay lại để test cái máy bảo dưỡng của bên mình đi nè. Nồi new mình đã làm lại với chủ xe hết rồi nha ha. Bố thay mới, ba càng làm lại, chuông làm lại ha. Sư phụ mình đang bảo dưỡng để canh chỉnh lại cho nó chuẩn nha nè. Mình đã bảo dưỡng xong cái xe chiếc Future Neo FI nha nè. Đây ha, đó, máy móc thì êm ru cho anh em. Giờ sư phụ mình sẽ chạy thử cái này mình giao xe nha. Để cho anh em nghe tiếng máy luôn nha. Đó, bao êm cho anh em ha. Gạn thi rất là nhuyễn nha. Giờ là nó hết kêu và hết bị róc rồi nha. Giờ sư phụ mình tiến hành chạy thử nha. Sư phụ chào anh em cái đi. Rồi, chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi. Anh em nào muốn bảo dưỡng máy phun chờ cứ qua mình nha. Mình bao làm vừa ý cho anh em. Bao làm cành đào ha. Giờ sư phụ mình dạo ra đường để test cái xe nhẹ cho anh em nha. Đó, mình đang làm thắng đĩa với lại làm máy 54 cho chiếc S50 ha. Thì anh em nào muốn lên thắng đĩa làm nồi, làm máy, nâng cấp máy, sơn si dọn kiện cứ qua mình nha. Mình nhận làm hết cho anh em ha, từ xe số tới xe tay ga nha anh em. Rồi sư phụ mình đã chạy về rồi nha anh em. Đây ha, đó, chiếc Future Neo. Giờ mình giao xe chủ xe. Ok phụ. Okay. Số má nhẹ nhàng không? Rồi, bao số má này nhẹ nhàng cho anh em nha. Hết róc chưa sư phụ? Có gì hết hả? Rồi đỡ róc rồi nha anh em. Này chắc chạy nhẹ thử khoảng 2-3 bữa nữa mình sẽ chỉnh nhẹ lại ha. Rồi sáng là lên là róc rất là nhiều nha. Mình test FI lại thì nó đã đỡ phần róc nha. Để chủ xe chạy cho nó đều của máy rồi mình sẽ kiểm tra thêm lần nữa. Đó,